Mến chào anh chị em nha. Hiện tại thì anh em tụi mình đến hàng lại lên đó, là quay trở lại cửa hàng Yamaha Hữu Tình, hệ thống Yamaha chính hãng ở Bình Dương nha anh chị. Hiện tại thì chỗ này nè anh chị, mình nhắc lại một lần nữa, địa chỉ đây là mặt tiền con đường quốc lộ 13, địa chỉ là 442 quốc lộ 13, nằm cách tượng đài Bến Cát ở đằng đó là khoảng 100m thôi, là hướng từ ngay chỗ mà Tây Ninh hay là Bình Phước đi về Bình Dương, đi về thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Trong phần mô tả là có định vị Google Maps á, anh chị em mình rành về công nghệ thì có thể bấm vô nha. Bữa nay là mình sẽ cập nhật những giá xe của Yamaha trước, sau đó là mình sẽ qua đây cập nhật những dòng xe nhập khẩu của Honda nha chị. Đó, là đồng hành với anh em mình là bạn Tùng nha. Rồi, chào Tùng. Chào nha. Bữa nay thì giá xe mình có thay đổi gì mạnh không Tùng ha? Chờ có. Trước tiên em xin chào tất cả mọi người nhé. Rồi. Thì giá xe hiện tại hôm nay em sẽ cập nhật giá tất cả các dòng xe vào giữa tháng 7 này. Các chương trình khuyến mại kèm theo. Rồi. Trước tiên thì em có giới thiệu qua cái địa chỉ ạ. Cửa hàng hiện tại nằm ở số 442 quốc lộ 13 Bình Phước Bến Cát Bình Dương. Và cách tượng đài chiến thắng ở phía trước khoảng chừng 100m. 100m. Còn cái hướng này là đi về Thủ Dầu Một, đi về thành phố Hồ Chí Minh nè anh chị. Rồi. Bây giờ là mình sẽ vô mình báo giá những dòng xe Yamaha trước đi. Nếu mà anh chị em nào muốn coi nhanh thì có thể là mình sẽ tua ra phía sau cũng được ha. Đây được. Trước tiên thì có dòng Sirius ở trước em báo giá luôn. Rồi. Thì đối với dòng đây sẽ có Sirius 50. Sirius 50 phân khối. Mùa này mùa sinh đi học nên các bạn có thể lựa chọn mẫu này rất là hợp lý đó. Này giá hiện tại là 13 triệu. 13 triệu. Bánh mâm thắng đĩa luôn. Màu trắng xanh. Thắng đĩa. Bóp ra kia tóc dạ, nó giống như xe dầu. Dạ. Rồi, 13 năm ha. Sirius 50 13 triệu. À 13 triệu thôi. 13 triệu luôn. 13 năm em hỗ trợ 500 13 triệu. Những dòng này thì góp là khỏi cái cần trả trước nha. Mẫu này thì không cần trả trước đâu. Hồ sơ chỉ cần mình căn cước công dân là có thể lên hồ sơ được. Nói chung là nhìn mẫu mã nó không khác gì xe của Yamaha đúng hết nha. Y chang mẫu Sirius 110 đó. Mẫu mới bây giờ đó, 2023. Dạ. Còn bên đây là Sirius FE. Đây kế bên là mẫu Sirius FE phun xăng điện tử. Mẫu này thì giá hiện tại nó dao động khoảng 21 triệu 500 thôi. 21 triệu 500 trở lên. Tùy phiên bản nha chị. Tùy phiên bản. Nó có bánh mâm, bánh căm, thắng đầm, thắng đẻ có đủ hết á. Dòng Sirius này cực kỳ tiết kiệm xăng. Cái hai nhiên liệu nó 1 lít 6 đến 100 cây thôi. Rồi. 21 triệu góp không cần trả trước luôn. 21 triệu góp không cần trả trước. Ở trong showroom thì có xăng cơ nữa, một lát nữa mình sẽ quay mấy cái mẫu xăng cơ sau. Ad 155 bữa nay mình có chương trình này. Ad 155 hiện tại nó đang có chương trình hỗ trợ 5 triệu và hoặc là khách hàng mua góp em hỗ trợ lãi suất 0% đối với dòng này. Góp 0%. Hỗ trợ lãi suất góp 0%. Rồi tặng thêm 5 triệu nữa. Đúng rồi. Cái này không có lời luôn nhé, góp không lời luôn. Rồi. Như chiếc này thì bây giờ giá là bao nhiêu ha? Mẫu này giá hiện tại dao động từ 40 triệu tròn. 40 triệu đúng rồi. Rồi. Góp thì trả trước em từ 2 đến 3 triệu có thể góp rồi. Hồ sơ cần mình căn cước công dân thôi. Rồi, vậy cái giá này là mình đã sử dụng mà anh không lấy 5 triệu tiền mặt, anh trừ luôn được không? Được, trừ luôn thì giá hiện tại nó thực tế là 45 triệu đấy. Hỗ trợ 5 triệu rồi, là còn 40. 40 ha. 40 triệu, 155. Mẫu mới nhất nha anh chị ha. Mẫu mới nhất 2023. Bên đây nữa nè. Bên đây thì có nhiều màu. Đây màu sơn 3D, đỏ 3D. Đỏ 3D. Yeah. Cái này là màu đỏ chứ phải màu cam nha anh chị. Đúng rồi, màu đỏ 3D. Nhiều khi mình nhìn trên màn hình thì mình thấy nó hơi cam cam nhưng thật ra nó là màu đỏ. Còn bên này là màu xám đồng chuột. Dạ, anh chị mua ẹc thời điểm này rất hợp lý đấy ạ. Cái này em hỗ trợ góp cũng không có lãi suất hiện tại luôn. Rồi. Hiện tại không có lãi suất. Màu này rất đẹp nha. Vô trong nhà mình coi tiếp những cái màu khác nha anh chị. Còn khá là nhiều màu. Đấy. Bên này thì có ẹc màu cam, phiên bản RC đây, màu phiên bản 2023 mới ra mắt luôn. Màu trông rất là đẹp. Màu này mới đúng là màu cam nha. Giá hiện tại rất hợp lý là 40 triệu. 40 triệu. Còn ở đây màu đỏ 3D. Đỏ nè, đỏ nhám. Đỏ nhám dạ. Một trắng ngọc trai. Trắng ngọc trai, xanh GB. Xanh GB ha. Cái màu này là nó là giống như cái thương hiệu. Đúng rồi, thương hiệu thương của Yamaha. Rất là chị mua góp cái này trả trước em 2 đến 3 triệu có thể lấy xe về rồi.
Hồ sơ chỉ mới cần mình căn cước công dân. Ở đây mình thích mình đậu thêm một cái màu gì đó riêng của mình được không á? Dạ có thể đổi màu theo yêu cầu anh chị, ưng màu nào em có thể lên sơn theo yêu cầu của anh chị. Mình cộng thêm tiền thôi. Dạ đúng rồi, sơn em cộng thêm phí 1 triệu thôi. 1 triệu. Rồi mình đợi khoảng mấy ngày thì có xe? 2 ngày. 2 ngày. 2 ngày là có xe nha. 2 ngày nhận xe đúng rồi. Đó. Rõ ràng. Ở đây có một đây, mẫu bên cạnh ô tô. Này thì có một chiếc MT15 nhá. Giá mẫu này hiện tại là 65 triệu. Anh chị nếu mà mình tài chính mình hạn hẹp thì mua góp thì trả trước giúp em khoảng 10 triệu là nhận được xe rồi. Dạ, 65 triệu mô góp tô. Là đưa trước 10. Dạ đúng rồi, đưa trước 10 triệu. Có rất là nhiều xe Yamaha. Bữa nay là mình báo những cái chương trình khuyến mãi luôn nha. R15 thì bữa nay giá sao? R15 thì giá hiện tại 62 triệu. 62 triệu. Đúng rồi. Thời điểm trước là như là 66, 67 triệu. Thời điểm triệu. Giữa tháng 7 này em sẽ hỗ trợ khách hàng tốt nhất luôn. Bữa giờ còn có 62 thôi. 62 triệu R15. 62 triệu nha. Phiên bản xanh xám, một xanh 3D, cam 3D. Còn cái màu này là màu độ hả? Dạ màu độ 3D đúng rồi. Vậy là cộng thêm chắc 1,5 triệu không? Hôm nay đối với R15 thì cộng thêm em giúp em 1,5 triệu sau 3 năm. Tại vì á, sơn một chiếc xe ẹt á, nó không giống như sơn chiếc mô tô chị. Dạ, nó sẽ rồi. Có những cái chi tiết nó khó sơn hơn thì cái tiền công nó sẽ cao hơn chút. Cái này cũng hợp lý. Rồi. Còn bên đây là màu zin nha, NVX. Phiên bản NVX 155. Mẫu này giá hiện tại dao động 52 triệu. 52 triệu. Đây có thắng ABS luôn anh chị nhé. Thắng ABS nha. ABS luôn rất là an toàn, thể thao. Rồi, 52 triệu đèn led hết. Góp thì trả trước giúp em khoảng 5 triệu là góp được rồi. 5 triệu. Dạ. Bên này là có màu xanh. Rồi, bên mình thì có nhiều ngân hàng trả góp lắm đúng không? Em có đầy đủ ngân hàng luôn. Thật ra thì sẽ có rất là nhiều bà con không có biết, ví dụ như là mình đã từng góp ở bên ví dụ bên HD rồi. Dạ. Mà góp thêm bên ngân hàng khác vẫn được. Bên tại ngân hàng em thì có HD, MB, SMBC, ZAC, Home. Có nghĩa là tất mình cả ngân hàng hỗ trợ khách hàng. Ví dụ như là mình nhiều anh chị là đang mua góp điện thoại ở đâu đó, dạ. Vẫn có thể góp được. Đúng, vẫn góp được. Vẫn góp được. Thậm chí góp đang góp xe mà hỗ trợ góp tiếp được. Được luôn ha. Góp xe hoặc vay tiền. Rồi. 52 triệu. 52 triệu. Còn bên này có mấy mẫu tay ga. Bên này thì tay ga có dòng em mua ra Latte trước đi. Latte đi. Latte thì mẫu này hiện tại khoảng 36 triệu thôi. 36 triệu. Màu này là màu cũng xám đồng chuột mà này, nó màu này đó. Được cái đặc tính của nó là cốp rất là rộng, cốp gần như hết phần yên xe luôn. Đổ xăng phía trước. Em mở yên cho quay các anh chị xem cho rõ. Đây. Ủa mở yên cái đâu vậy? Dạ cái này khóa dự phòng nằm ở trước. Bấm cái là hay thiệt. Cớp rộng 36 triệu, đúng rồi, 36 cớp rất triệu. Là rộng. Xe này tiện không anh chị? Dạ. Rất là tiện, rất là phù hợp. Thế tất cả mức giá em báo đã bao gồm thuế VAT rồi. Không có phát sinh nữa, chỉ thêm cái tiền biển số thôi ha. Tiền biển số tùy khu vực mình đăng ký. Rồi, như Janus thì bữa nay giá như thế nào? Janus thì mẫu này hiện tại giá dao động từ 27 triệu, Janus. Janus là 27 triệu. Đặc biệt đẹp. Anh chị mua Janus, Latte, Wendy, Figo, thời gian này em sẽ hỗ trợ tặng cho mình kèm theo một cái tai nghe AirPods 2 trị giá 2 triệu. Từ Apple ấy. Của Apple luôn ha. À, đúng rồi. Rồi, hơi bị xanh đẹo nha. Còn Randy này là mẫu mới nha chị. Randy mẫu mới giá hiện tại từ 44 triệu vậy. 44 triệu, mẫu cũ mình còn không? Còn có. Như bên này đây có màu trắng xám này màu. À bên đây nè 2022 chị. Anh chị em để ý cái đèn xi nhan á. Hai dạ, bên là nó sẽ to hơn cái mẫu mới. Mẫu mới sẽ nhỏ lại. Như Randy 2023 thì có trang bị thêm phần mềm Equinix. Thì mình có kết thể kết nối thoại. Xe điện thoại đúng rồi. Là mình đang rất là chạy, tiện lợi. Đang chạy ai gọi vô là nó báo. Dạ đúng rồi. Còn cái màu này là chắc là mấy chị em là khoái lắm nè. Dạ đúng rồi, màu này là màu đồng đấy, màu đồng nha. Dạ, màu đồng. Mà nó ánh màu dạ. Cái kim lên nhìn đẹp lắm. Nên hồng ánh đồng. Giá bên đây thì nó trang bị thắng ABS luôn. ABS luôn. Đối phiên bản thắng ABS, phiên bản giới hạn thì nó hiện tại giá đang 51 triệu. 51 triệu. Tặng cho mình 2 triệu 49. À. Dạ. 49 triệu có cái cốp này để điện thoại, để nước uống được, khóa thông minh, có xài điện thoại. Bị xăng nằm phía trước, ngoài. Và cốp xe cũng rất là rộng. Đây, giống bên đây nè. Cốp xăng này là đựng tiện lợi cho mình để đồ ra. Dạ. Đựng nhiều lắm, đựng 4-5 cái nón bảo hiểm cũng được. 51 triệu, em tặng mình 2 triệu 49. Đèn đuôi nó cũng đẹp đấy nè. Rồi, quá tinh tế nha. Đây, hồi nãy là có... mình có coi Janus màu... đi, cái màu này đi. Phiên bản cao cấp màu xanh nhám nữa. Rồi, giá nãy mình nói là 27 triệu, Janus dao động từ 27 triệu. 27 triệu nha. Còn ở đây là những cái mẫu có dòng Shizuo FI. FI. Dạ. Rồi bên đây là Sang Cơ. Sang Cơ. Sang Cơ này như mình là có độ sẵn đồ chơi rồi. Dạ, đúng rồi. Thì Shizuo FI này em báo giá hồi kia rồi. 21 triệu, dao động từ 21.
Còn cái mẫu Sirius Sanker này thì nó dao động khoảng 19.500. 19.5 ha. Đúng rồi, góp hỗ trợ không đồng luôn, không cần trả trước. Hồ sơ thì chỉ cần mình căn cước công dân thôi ạ. Rồi. 19.5 là có xe nha. Và riêng chủ nhật tuần này là vào ngày 16 đấy anh nhỉ? Ừ. 16 thì anh chị nào có mua xe liên hệ em trước sẽ tặng riêng mình 1 triệu tiền mặt. Tặng thêm đối 1 triệu. Đối với chủ nhật 16 này. Thì có coi như là trước với em Tùng. Cứ cuối tuần là bên mình có giảm giá rồi có được chương rồi. Trình khuyến mại. Cái chương trình khuyến mại bốc thăm trúng thưởng đấy ạ. Ừ. Mua xe là được giải nhất là cái chiếc đạp điện. Đạp điện. Nó còn mà giá đặc biệt một chiếc xe đời gym em lên trưng ở ngoài. Rồi, một lát qua kia quay luôn. Còn giải nhì là cái tủ lạnh nha. Sẽ bơm 200 lít nước. Các giải khuyến khích thì là các bếp nướng. Rồi. Đây bên này có một chiếc Wendy màu thì mà cao cấp màu xanh rất là đẹp đấy. Xanh xi măng. Xanh xi măng. Cái này thì giá là bao nhiêu á? Cái này thì giá nó sẽ mềm hơn một xíu so với phiên bản giới hạn. Này thì 50 triệu thôi, em tặng 12 triệu và 48. 48 triệu. Đây chương trình khuyến mại có cái banner nhà máy. Cái chị mua xe em thời gian này bao gồm có Wendy này, Janus, Figo thì em sẽ tặng mình một chiếc tai nghe AirPods 2 hoặc là sẽ tặng 2 triệu tiền mặt. Rồi. Đối với Exeter 155 thì em hỗ trợ góp với lãi suất 0% luôn anh chị nhé. 0% nhé. Tặng anh chị 5 triệu tiền mặt hoặc góp với lãi suất 0%, không mất lời luôn. Rồi. Anh chị góp 40 triệu, mình trả xong vẫn số tiền 40 triệu, không có đồng lãi luôn. Ok. Chương trình này hỗ trợ rất là tốt đấy ạ. Còn bên đây là Figo. Bên này có mẫu Figo. Figo thì giá hiện tại nó dao động. Đây phiên bản ABS luôn. Figo S đấy ạ. Figo thì nó hai phiên bản tiêu chuẩn. Đây phiên bản đặc biệt, phiên bản S. Giá là bao nhiêu hả? Giá nó dao động từ 28.500. 28 năm là có xe rồi. 30.500 em tặng mình 2 triệu tiền mặt. Rồi. Còn cái này là bỏ mẫu rồi nè. Bên này có mẫu Jupiter FI. Mẫu này thì hiện tại nhà máy đã bỏ mẫu rồi. Còn có một chiếc duy nhất à? Dạ đúng rồi. Đây phiên bản giới hạn luôn đấy ạ. Xe này giờ là bao nhiêu Tùng? Jupiter mẫu này hiện tại là 31 triệu. Em tặng mình 1 triệu rưỡi đối với dòng này. Là 29.500. Có góp em hỗ trợ góp không đồng luôn, không cần trả trước. Rồi. Hình như mình còn thiếu cái mẫu Jupiter Fin mà dạ, chưa có quay. Bên này Jupiter Fin. Đây Jupiter Fin thế hệ sau đây. Chiếc này mẫu bên này thì giá hiện tại nó dao động 27 triệu thôi ạ. 27 triệu. Dạ. 28 triệu em giảm 1 triệu cho mình. Dạ. 27 triệu nếu có liên hệ trước với em giảm tiếp 1 triệu tặng tiền mặt luôn. Nếu trừ vào 26 triệu thôi. Dạ. Mẫu này thì nó có trang bị công nghệ thắng ABS. Ừ. Thì thắng phanh rất là an toàn cho mình. Dạ. Ngon lành nha anh chị. Bây giờ mình sẽ qua bên kia coi những cái dòng xe nhập khẩu nha. Anh chị em nhớ là cứ chủ nhật hàng tuần á, là bên Yamaha hữu tình là sẽ có giảm giá để có tặng tiền mặt. Nói chung là có nhiều chương trình khuyến mãi lắm nha. Rồi qua bên đây là thiên đường xe nhập khẩu, có xe Honda, có Suzuki mình có không? Có dạ, luôn có đầy đủ tất cả dòng có đầy đủ xe luôn nha. Ở đây là xe 50 nè. Đây hiện tại là các sắp tới kỳ nhập học của các bạn học sinh rồi. Thì mẫu này hiện tại dòng Vespa Victor gì này rất là đẹp, rất là thời trang, quá đẹp. Thì mẫu này theo nghĩa lựa chọn tốt nhất cho các bạn hiện tại đấy. Mẫu này thì cả nam cả nữ đều chạy được. Đúng rồi. Giá hiện tại nó có 19 triệu thôi. 19 triệu thôi. 20 triệu em giảm 1 triệu còn 19. Xe 50 nha anh chị. Xe 50 phân khối mà xe xăng anh nhé. Xe xăng. Vespa Victor gì? Mẫu này chạy rất là sang trọng. Còn cái này là Vespa Vera. Vespa Vera một cũ. Mẫu này thì 18 triệu thôi. 8 triệu ha. 19 em cũng giảm 1 triệu 18. Rồi. Góp thì em hỗ trợ dòng này góp không đồng luôn, không cần trả trước. Không cần trả trước. Đối với dòng Vespa này có đâu, cốp cũng rộng, rất là rộng tuyệt vời. Ừ. Cốp khá là rộng nha anh chị. Cái đuôi đèn của nó cũng đẹp. Có đầy đủ tất cả các màu đấy ạ. Rồi. Ba thì nó rất nhiều màu. Đây là xe 50, còn phía trước đây là Vision. Vision. Vision bên này hiện tại thì nó đang có xu hướng là lên giá rồi. À đang trong lên giữa tháng 7 này em vẫn hỗ trợ khách hàng một giá tốt nhất có thể luôn. Vision dao động từ 31 triệu. 31 triệu. Dạ. Nhưng mấy mẫu này là nó phiên đặc biệt. Xám xi măng. Xám xi măng này thì riêng chủ nhật 16 tháng 7 này. Anh chị mua có liên hệ hoặc xem kênh Trần Thế Ninh. Thì giá hiện tại nó là 39 thì sẽ tặng riêng anh chị 2 triệu đồng tiền mặt. Còn 37. 37 triệu đối với phiên bản màu xám xi măng. Rồi. Dạ. Vision thì có rất là nhiều màu á chị. Đây rất nhiều màu. Từ đỏ, 31 triệu xanh. Như cái này là 31 triệu nè đúng không? Phiên bản màu đỏ cao cấp này thì nó 33.500. 33 triệu là... khoảng cũng hơn có 2 triệu rưỡi thôi. Ê, tức sơn này đậu em sơn. Em có đầy đủ tất cả các màu nhá. Ừ. 3D đều có hết. Đỏ nhám, xanh xi măng, cam.
trắng xanh, trắng hồng. Rồi, anh chị em nào chọn được màu nào thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh chị. Đó. Tiếp theo là những đây, mẫu xe 50. Cúp xe 50. Cúp đây. Này thì giá em bán ở mức giá 13 triệu. 13 triệu thôi. Là 13 triệu. Xe học sinh nha, hai cái kiến. Cúp 50. 13 triệu nha anh chị. Còn Charlie thì đây, sao? Charlie, một dòng xe huyền thoại trở lại đấy. Mẫu này thì 13.500 ạ. 13 năm Charlie. Ha. Giá em báo đã bao gồm thuế VAT. Rồi. Và phí đăng ký biển số tại khu vực. 13 năm nha anh em. 13 năm, bao gồm thuế VAT. Hàng Việt Thái, hàng chất lượng nha. Anh chị tự làm biển số, em xuất hóa đơn cho mình 13.500 về mình tự đăng ký. Ừ. Rồi. Đây nè, hồi nãy trong kia là mình có nói là tặng một chiếc Dream giải đặc biệt á, là đúng chiếc rồi, này nha. Đặc biệt là một chiếc xe Dream. Ừ. Mẫu này giá hiện tại nó 15 triệu. 15 triệu. Dạ. Rồi. Biết đâu mua chiếc Dream cái bóc thăm trúng thêm chiếc Dream. Dạ, đúng chiếc Dream. Làm em giảm 1 triệu 14 ấy. Rồi. Xe này thì quá đẹp à. Cái mẫu của nó là lấy cảm hứng từ Super Dream ngày xưa anh chị. Thật đẹp. Là mưa làm gió mà thời. Ừ. Mẫu này 110 anh chị nhá. 110 nha. À, xe liên doanh Việt Thái. Rồi. Đây bên này có Vespa màu vàng, màu xanh xi măng. Giá cũng 19 năm ha. Dạ 19.500. Còn Vario này là mẫu mới. Vario thì hiện tại ngoài này em trưng có 2 chiếc, còn trong kia rất là nhiều. Ừ. Giá 125 thì bữa nay là bao nhiêu ha Tùng? Vario thì nó 37 triệu ạ. 37 triệu. Giá hiện tại rất là hợp lý đấy Vario ấy. Rồi. Góp thì em hỗ trợ chỉ góp không cần trả trước luôn. Từ 37 triệu. Chỉ cần mình căn cước công dân là có thể góp được rồi. Tí nữa vô trong đó. Tí nữa vô trong đó mình sẽ quay kỹ hơn. Còn ở đây là có những cái mẫu xe mà hyper nè chị. Xe mà tụi idol, mấy cái giới trẻ giờ rất là thích chạy. Rider, Sachi, Sonic. Sonic trắng đỏ Racing. Sonic trắng đỏ hiện tại giá nó cũng rất là mềm, 55 triệu thôi ạ. 55 triệu là Sonic. Có thể trả trước em khoảng 7 triệu là có thể mang xe về nhà rồi. Còn Rider thì sao? Rider thì hiện tại nó cực kỳ giá rất là tốt rồi. 44 triệu Rider. 44 triệu ha. Dạ. Còn Sachi. Sachi thì 45 triệu thôi ạ. Sachi 45. À, Rider và Sachi hiện tại giá nó cũng xem nhau thôi. Rồi. 44-45. Anh chị mua xe thời điểm này có dòng xe con tay giá rất là hợp lý luôn. Nói chung giờ cái gì gần cũng phải giá rẻ nhất từ trước giờ. Còn ở trong này là có những cái mẫu tay ga cao cấp như là SH. Này SH. SH bây giờ nó có tới 3 phiên bản là 125, 150, 160. SH thì hiện tại cũng đang giá thì nó thị trường cũng đang xuống rất là nhiều. Thời điểm này gần như chạm đáy rồi. À. Đây có phiên bản này là phiên bản là báo phiên bản mắc nhất nhá. Mắc đối nhất. Với SH màu xám xi măng. Ừ. Màu này đang hot nhất thị trường này. 160 á. 160. Riêng chủ nhật tuần này em bán ở mức giá chủ nhật 16 tháng 7 này em bán ở mức giá 102.500.000. 102. Giá đã bao gồm thuế VAT. Anh chị làm biển số thì em mình đăng ký đâu em sẽ tính ở đấy. Còn nếu không thì mình tự đăng ký em xuất hóa đơn cho mình. Về anh chị tự đăng ký 102.500.000. ABS luôn nha. ABS luôn, 160 màu xám xi măng. Còn những phiên bản khác như 125. 125 thì hiện tại em xuất hóa đơn cho mình là 74 triệu. 7 riêng chủ nhật tuần này 74 triệu luôn. Rồi vậy là hồi nãy mình nói SH 125 là dạ, 74 triệu. 74 triệu. Dạ, đúng rồi. À. Riêng chủ nhật tuần này là em sẽ hỗ trợ bán mình 74 triệu. 74 giá triệu. Bao gồm thuế VAT. À, nghe sốc chưa anh chị? Anh chị tự làm biển số xuất hóa đơn cho mình 74 triệu, mình cầm giấy tờ về mình đăng ký thôi. Còn 150. 150 hiện tại thì nó bản xe BS thì nó 93 triệu thôi. 93 triệu. Dạ, xe BS. Rồi. Ở trong là có SH Mod 160 như là các màu trắng này, các màu trắng như thế này 160. Ừ. Thì anh em bán giá 99 triệu mẫu này. 150 99 triệu luôn, đúng rồi. 160 màu trắng. Mẫu xám xi măng này là 102.500.000. 102 là chị. 102 triệu. Còn SH Mod thì sao Tùng? SH Mod thì bây giờ giá hiện tại nó dao động 57 triệu thôi. 57 triệu. Tùy phiên bản nha chị. Phiên bản. Góp thì trả trước giúp em khoảng 10 đến 15 triệu. Hồ sơ cần mình căn cước công dân. Rồi. À, AB đi. AB 160 phiên bản đặc biệt. Màu này 57 triệu. 57 triệu. À. Còn 150. Đây 150 trong này có màu đỏ bạc. Ừ. Màu này 55 triệu. 55 triệu. À. 125 40.500.000. 40 năm ha. À. Bao thuế VAT cho mình luôn. 40.500.000. Góp thì trả trước 1-2 triệu em giao xe về nhà luôn. Rồi, Winner thì cũng có nhiều màu Winner lắm nha anh chị. Winner 35 triệu rồi. Từ 35 triệu. Giá hiện tại cũng rất là rẻ đấy. 35 triệu. Từ 35 triệu là có xe góp Winner. Góp hỗ trợ không đồng luôn. Rồi. Trong đây là Vario nè. Vario mẫu mới nha. 125. 125. 2023.
Vario giá hiện tại rất là mềm nhá, 37 triệu. 37 triệu là có xe rồi. Nó rẻ có hơn em hỗ trợ không cần trả trước luôn. Đặc biệt anh chị ở xa nếu mà không có điều kiện lên trên cửa hàng em thì em có thể ship về xe tận nhà cho mình. Rồi. Có thể cọc trước em 1-2 triệu, em ship về tận nhà luôn. Rồi. Vario 125 37 triệu. 37 triệu ha. Đầy đủ tất cả các màu. Đủ màu hết. Bây giờ nó còn rẻ hơn là AB đó chị. Rẻ hơn AB rất nhiều. Thầy quay về đúng với giá trị thực tế của Vario. Ừ. À, bên đây là mấy mẫu xe nhập khẩu nha. Mio Gear, Mio Gear, Mio M3. Mấy dòng Mio này đang rất là hot đấy ạ. M3. M3 thì 26 triệu thôi. 26 triệu. Bao VAT cho mình? Bên Tây Ninh anh bán tới 30 lần. 30 lần. À, còn mẫu này sao em? Mio Gear thì 33. 33. 3 triệu đúng rồi. Rồi. Mio M3 26 triệu. 26 triệu góp không đồng ha. Góp không đồng luôn, không cần trả trước. Không cần trả trước. Anh chị cầm căn cước qua lấy xe về thôi. Rồi. Rất đơn giản. Tới bên này có XSR 155. 155. Phiên bản này xe nhập khẩu. Cái này là giờ này, 75 triệu. 75. 75 triệu. Bao gồm thuế VAT. Anh chị muốn tự đăng ký em giao hóa đơn đăng kiểm cho mình. Rồi. Chồng em 75 triệu lấy xe về thôi. 75 triệu. Cái này là V3. Này giờ 15 hay? V3. Phiên bản xanh 3D. Mẫu này thì 62 triệu. Sơn 1 triệu rưỡi là 63 năm. 63 năm nha. 63 năm. Có trả trước em 15 triệu mẫu này. Rồi. Quá đẹp này. Mô tô. Đây bên này vẫn là SH160 em vẫn báo giá lại cái này nhá, 102 triệu 500. Anh chị ở xa không tới được thì có thể cọc trước em ship xe về tận nhà cho mình. Rồi, xe mới nha chị em. Ship xe toàn quốc luôn. 102 triệu 500, màu SH160 sáng xi măng. Rồi. Bên này là quê Thái. Quê Thái. Đây là màu trắng đỏ 2023. Màu trắng ạ. Cái này là bao nhiêu? Thái Lan. Này bao nhiêu? 82 triệu. 82 triệu. Quay Thái màu trắng 82 triệu. Cái này là quay Thái chứ không phải phun trời nha chị. Quay Thái 125. Phun trời là nhập Thái Lan, nhập nguyên chiếc Thái Lan. Rồi. Bên này cái dòng quay pha đầu màu. Quay pha hiện tại cũng 18 triệu 500 thôi. 18 năm ha. 18 năm. 18 năm mà có xe là nha chị. Giá hiện tại cái dòng xe rất là hợp lý đó. Đây bên này quay 50 dành cho các bạn. Quay 50 hả? Đây. Rất là nhiều màu đẹp đen. Nhìn xanh, nó y chang quay pha nha chị. Y chang quay pha. Không khác. Này 14 triệu. 14 triệu. Góp mấy dòng này em hỗ trợ góp không đồng luôn. Xe 50 trong đây cũng còn. Cửa ria. Mẫu này 17 triệu 500. 17 năm ha. Là 17 năm. Rồi, tay ga. Tay ga 50 dành cho các bạn học sinh đi học. Ok nha anh chị. Rồi trong đây là mấy mẫu future. Future thì giá hiện tại dao động khoảng 31 triệu 800 ngàn. 318. 318 future. Góp em hỗ trợ góp không đồng luôn. Rồi. Quay như cái mẫu này anh chị em mà thích quay Thái đi mà mình mua phun trời cái này là đúng giống rồi, mẫu này em đang độ lên quay Thái chứ. À. Dạ. 31 năm. 318 chính xác, 318 là full trời LED. Còn đây, bên này Vario là có 160. Mẫu Vario 160 đây, phiên bản này nhập khẩu anh chị nhá. À. Nên nó sẽ mắc hơn so với phiên bản Việt Nam, chính hãng Việt Nam một chút. Dạ. 160 ABS phiên bản nhập khẩu. Mẫu này em đang bán ở mức giá là 48 triệu đấy. 48 triệu. Dạ. 160 ABS nhập khẩu 48 triệu. Có thể là cái công nghệ lắp ghép nó sẽ khác chút xíu. Đúng rồi, đây xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về. Còn 48 triệu ly. Honda ly. 40 triệu 500 ly đặc biệt. 40 năm. Dạ. 40 triệu 500. Còn LED 31 năm, 38 rồi. Ở dưới này là còn mấy mẫu xe quay RS này, Plus này, X. Wi-Fi hiện tại nó có màu trắng này, màu xanh, màu đỏ. Đầy đủ tất cả các màu cho anh chị lựa chọn. 18 năm mà quay pha. 18 năm. Góp em hỗ trợ góp không đồng luôn, không cần trả trước. Quay giờ đích 23 triệu màu xám. Quay giờ đích bánh mầm, đây phiên bản Sport 2023 đây. 2023 2024. FI. À mẫu này thì 25 triệu bánh mầm. 25 triệu còn chiếc này. Quay Blade 21 triệu. 21 triệu nha. Blade. À. Rồi bên đây còn một dòng xe nữa, cúp nhập khẩu Malaysia. Cúp Malaysia. Khúc này 19 triệu đấy. 19 có triệu. Màu xanh và màu đỏ nhám. Ừ. 19 triệu. Những cái dòng này là góp là không cần trả dạ, trước. Dạ không cần trả trước đâu. À, xe 50 phân khối cho học sinh nhưng mà là hàng nhập khẩu. Dạ đúng rồi. Ok nha anh chị. Tất cả các mức giá em báo đã bao gồm thuế VAT. Rồi. Còn phụ thuộc anh chị đăng ký biển số đâu em sẽ tính chi phí ở đấy. À. Anh chị em nào quan tâm thì trên màn hình là có số điện thoại cửa hàng nha. Dạ. Mình cứ gọi trực tiếp cho cửa hàng để được tư vấn kỹ hơn. À. Chúng tôi tới tuần này thì anh chị nếu có mua xe thì liên hệ trước với em sẽ hỗ trợ tặng riêng cho mình 1 triệu tiền mặt. Dạ rồi, có tiền mặt.
cầm tay nha anh chị em. Đó, nãy giờ là bà con cô bác mình coi hết xe của bên Hữu Tình rồi nha. Bây giờ thì chắc là anh em mình cũng xin phép chào tạm biệt anh chị em luôn. Hẹn gặp lại anh chị em trong video clip tiếp theo nha. Chào tất cả. Xin chào.